Diễn đàn Kinh doanh ASEAN 2020. Bảo đảm an ninh an toàn hàng không. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh COVID-19, tiên lượng xấu. Khai giảng trực tuyến với những địa phương đang giãn cách xã hội. Việt Nam giành huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế. Tổng kết 5 năm triển khai mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin vấn đề sự kiện trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, Diễn đàn Kinh doanh ASEAN 2020, chủ đề Khai phá tiềm năng ASEAN đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc diễn đàn. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ASEAN với quy mô GDP gần 3.000 tỷ đô la Mỹ, dân số gần 630 triệu người, thu nhập ngày càng tăng, là thị trường đủ lớn cho các tham vọng kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu. Hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 và 2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những quyết sách hợp tác kinh tế mạnh mẽ của ASEAN như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác kinh tế khu vực và ưu tiên hợp tác với các quốc gia đối tác và các doanh nghiệp quốc tế. Xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tính ổn định, bền vững, đặc biệt là cho phát triển nền kinh tế số. ASEAN phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển, thực sự lấy người dân làm trung tâm, lợi ích cộng đồng làm cơ sở, mở rộng hợp tác trong tiểu vùng Mekong, nơi có nhiều tiềm năng chờ đón các nguồn vốn đầu tư kinh doanh. Thủ tướng cũng khẳng định, ASEAN coi trọng đồng hành giữa doanh nghiệp và chính phủ. Chính phủ chắp cánh cho doanh nghiệp vươn tới và doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng góp phát triển, hỗ trợ chính phủ hoàn thiện về quản trị, phục vụ. Tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN 2020, các diễn giả đến từ khu vực nhà nước và tư nhân thảo luận về các cơ hội thương mại của ASEAN trong bối cảnh các thách thức chính trị và các chiến lược để doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng. Thảo luận từ việc tận dụng những lợi ích của quá trình số hóa cho đến chuyển dịch chuỗi cung ứng và ứng dụng các bài học thực tiễn tốt nhất cho phát triển bền vững. Hôm qua 25 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 20 tỉnh thành phố để đánh giá công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng 7 tháng năm 2020. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, Chánh văn phòng Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia cho biết, 7 tháng qua, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 43 triệu khách, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng hàng hóa thông qua đạt 690.000 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019. Tại thời điểm này, 80% năng lực máy bay phải nằm đất. Công tác bảo đảm an toàn hàng không được chú trọng. Trong 7 tháng, không để xảy ra tai nạn hàng không mức A, đã nhận được 123 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 31 sự cố, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Phát biểu tại Hội nghị Bảo đảm An ninh An toàn Hàng không Dân dụng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ rõ các sự cố uy hiếp an toàn hàng không vẫn xảy ra, trong đó phần lớn phát sinh do lỗi của con người. Từ đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp trao đổi xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay, đặc biệt từ số đối tượng người nước ngoài. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả công tác bảo mật, an ninh, an toàn mạng thông tin. Các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển dụng, sử dụng phi công, nhân lực có tay nghề cao ở các vị trí quan trọng. Tuyệt đối không để tái diễn các sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của con người. Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động và ký kết thỏa thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở.
Theo thông tin tại hội nghị, thì trong thời gian tới, 138 trạm y tế xã sẽ được xây mới và 325 trạm sẽ được nâng cấp. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, mục tiêu chung của dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở là nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án, hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên các đối tượng là bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống của người dân. Cũng theo Bộ Y tế, dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về các nội dung, truyền thông giáo dục sức khỏe, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh dịch, kiểm tra, phát hiện sớm, quản lý một số bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh. Nối tiếp vòng quay 24 giờ là những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, tại cuộc họp giữa tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 và các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức tích cực, truyền nhiễm và hô hấp diễn ra chiều qua, tiểu ban điều trị cho biết có 15 bệnh nhân mắc COVID-19 đang có diễn biến rất nặng, tiên lượng xấu và có nhiều bệnh lý nền. Theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến đầu giờ chiều qua, Trung tâm Y tế Hòa Vang đang điều trị cho 14 bệnh nhân nặng, trong đó có 7 bệnh nhân thở máy và 3 bệnh nhân thở oxy. Tất cả các bệnh nhân này đều có tiền sử mắc các bệnh mãn tính. Nhiều bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo và có bệnh nhân đã ghép thận nhiều năm. Qua chẩn đoán và đánh giá tình trạng của bệnh nhân cho thấy, có 5 bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho 4 trường hợp rất nặng, trong đó có 2 trường hợp chạy ECMO. Đặc biệt là bệnh nhân 416 đã nằm viện 33 ngày và phổi xơ cứng, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Đánh giá bệnh tại cuộc hội chẩn, các chuyên gia đều lo lắng khi các bệnh nhân đang điều trị tại đây vừa mắc COVID-19, lại vừa bị các bệnh mãn tính, chạy thận nhân tạo và một số đang điều trị hồi sức tích cực, nên thể trạng bị suy kiệt và bị kháng thuốc. Các chuyên gia cũng đề nghị bổ sung một số thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong đó có 3 loại thuốc chưa có số đăng ký. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã làm việc với Cục Quản lý Dược để làm số đăng ký và xin nhập nhanh 3 loại thuốc này. Thưa quý vị, chiều hôm qua 25 tháng 8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định dỡ bỏ cách ly Bệnh viện Đà Nẵng sau 1 tháng thực hiện cách ly y tế vì liên quan đến các ca bệnh mắc COVID-19. Đúng 16 giờ chiều qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức được dỡ bỏ phong tỏa. Các y bác sĩ của bệnh viện này rất vui mừng sau nhiều ngày bệnh viện phải cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện này đã được làm sạch theo quy trình 4 bước của Bộ Y tế và sẵn sàng hoạt động trở lại. Hơn 30% số lượng y bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện trong thời gian cách ly đã được xét nghiệm với SARS-CoV-2. Tất cả cho kết quả âm tính từ 4 đến 5 lần. Hiện bệnh viện đang lên kế hoạch đón bệnh nhân theo từng giai đoạn để đảm bảo phòng chống dịch tại cơ sở y tế. Giảm mật độ lượng bệnh nhân ở tại Bệnh viện Đà Nẵng bằng cách là chúng tôi sẽ hạn chế tối đa cái số lượng bệnh và chúng tôi sẽ làm việc với lại các cái bệnh viện quận huyện cũng giống như các bệnh viện khác để mà chuyển các cái bệnh nhân có thể điều trị các bệnh viện khác về các bệnh viện khác và chúng tôi cũng hỗ trợ toàn bộ vấn đề liên quan tới công tác chuyên môn. Để đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh, thời gian tới, ngành y tế Đà Nẵng sẽ ban hành bộ quy chế về quy trình khám chữa bệnh gắn liền tăng cường siết chặt phòng dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Cái chỉ số an toàn bệnh viện về COVID là một trong những cái tiêu chí sống còn của bệnh viện. Và ngành y tế gần như là chúng tôi tổ chức các cái đoàn kiểm tra từng nội dung một. Nếu như có một thời gian ngắn mà các cái bệnh viện không đạt được cái an toàn bệnh viện thì sở y tế sẽ đóng cửa. Như vậy, đây là cơ sở y tế cuối cùng tại Đà Nẵng được dỡ bỏ cách ly, là tín hiệu vui, góp phần giảm áp lực và giảm tải cho ngành y tế thành phố trong thời gian tới trong công tác khám chữa bệnh. Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Tại văn bản hướng dẫn triển khai một số việc đầu năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa gửi tới các Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ yêu cầu lễ khai giảng năm học 2020-2021 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5 tháng 9.
Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức khai giảng phù hợp, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, theo thông tin chính thức từ Nhật Bản về kết quả dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả 4 thí sinh dự thi đều đạt giải. Trong đó, huy chương vàng của đội tuyển thuộc về em Hồ Việt Đức, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2020 năm nay, ban đầu dự định tổ chức vào giữa tháng 7 tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chuyển sang hình thức thi trực tuyến. Các thí sinh của Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với tên gọi là Thách thức Olympic sinh học quốc tế 2020. Công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết. Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng của chính phủ. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, đến nay có hơn 186.680 gia đình được công nhận gia đình học tập, 7 dòng họ học tập, 71 phường, xã cùng 502 khu phố, thôn, ấp được công nhận cộng đồng học tập, 353 cơ quan, trường học được công nhận đơn vị học tập. Từ cuối năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện vượt chỉ tiêu số lượng các mô hình học tập do Trung ương Hội Khuyến học và Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Trong số này, nhiều cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tổng kết công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân. Đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có chuyến khảo sát tình hình chuẩn bị năm học mới 2020-2021, tình hình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và thực hiện các quy định về nhà giáo theo luật giáo dục năm 2019, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức tại một số trường học trên địa bàn huyện Châu Đức. Đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực tế và làm việc với Ban giám hiệu các trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ, Trung học Cơ sở Lê Lợi, xã Xuân Sơn, Tiểu học Quảng Thành, Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. Qua làm việc, đoàn ghi nhận các trường đã có sự chuẩn bị tương đối chu đáo cho năm học mới về cơ sở vật chất, nhân lực, giáo viên. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn của các trường, đặc biệt về tình hình thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thiếu phòng chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, trang thiết bị một số trường xuống cấp, công tác sửa chữa chậm tiến độ, thiếu giáo viên dạy tiếng Anh. Đoàn đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Châu Đức chỉ đạo kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, khắc phục những khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất, triển khai phương án sửa chữa lại các trường tiểu học và trung học cơ sở xuống cấp, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thầy và trò bước vào năm học mới.